Thủ tướng mong mỏi người Việt hải ngoại đóng góp quỹ vì biển đảo Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc lập quỹ vì biển, vì đảo Việt Nam. Việc lập quỹ nhằm vận động người dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về biển đảo quê hương nói chung, quần đảo Trường Sa và dàn DK1 nói riêng. Đây là nguồn quỹ được huy động tự nguyện, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước. Quỹ vì biển đảo Việt Nam sẽ tiếp nhận toàn bộ số quỹ còn lại của quỹ vì Trường Sa thân yêu chuyển sang. Thủ tướng cũng đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo quỹ vì biển đảo Việt Nam. Trưởng Ban chỉ đạo là lãnh đạo Bộ Quốc phòng phụ trách về biển đảo. Theo báo Tuổi Trẻ, lượng tiền gửi về Việt Nam liên tục tăng từ năm 2010 và đạt kỷ lục 13,2 tỷ đô la vào năm 2015, nhưng bất ngờ giảm xuống còn 9 tỷ đô la vào năm ngoái. Hãng thông tấn AP cho biết, các chuyên gia kinh tế dự đoán kiều hối sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới do ảnh hưởng của các chính sách kiểm soát biên giới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãi suất tiền gửi ngoại tệ tại Việt Nam giảm xuống 0% từ đầu năm. Hiện tại, khoảng 60% kiều hối của Việt Nam được chuyển về từ Mỹ, chiếm 4% GDP của Việt Nam. Cũng có khoảng 4,5 triệu người Việt đang sinh sống tại nước ngoài và đến phần nửa số đó đang sống tại Hoa Kỳ. Có phân tích cho rằng, trước tình hình kiều hối giảm mạnh như hiện nay, GDP của Việt Nam có thể cũng giảm xuống khoảng 0,4% trong năm nay. Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, nguyên cố vấn văn phòng Thủ tướng có phân tích thêm. Nguồn kiều hối thì nó có cả hai mặt tác động. Một mặt là một nguồn vốn đóng góp vào cho tổng nguồn vốn đầu tư xã hội của Việt Nam. Thì đó cũng là một nguồn quan trọng. Có nhiều năm là nó tương đương với nguồn FDI từ nước ngoài và Việt Nam nữa. Chứ chưa nói là so sánh với ODA thì có những năm nó còn cao hơn tổng nguồn vốn ODA đổ vào Việt Nam. Thì như vậy là vị trí của kiều hối so với tổng vốn đầu tư xã hội của Việt Nam là có một vị trí đáng kể và nó bổ sung rất quan trọng cho Việt Nam nguồn vốn cần thiết để mà có thể đầu tư phát triển các lĩnh vực khác nhau, nhất là nguồn vốn đó lại bằng ngoại tệ. Credit Suisse trước đó cũng cảnh báo sự suy giảm kiều hối có thể sẽ gây thêm áp lực lên tỷ giá đồng đô la. Kể từ cuối năm ngoái, tiền đồng Việt Nam đã mất giá 2,2% so với đô la Mỹ. Ngoài ra, dự luật về thuế biên giới đánh vào hàng nhập khẩu của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, Việt Nam có thể bị giảm thêm 0,9% GDP. Theo thông tin mà chúng tôi tìm hiểu, nguyên nhân chính làm giảm lượng kiều hối mà các cơ quan Việt Nam đưa ra là do việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào cuối năm 2016 và có thể lãi suất USD sẽ tăng 3 lần trong năm 2017, làm giữ chân đồng đô la chuyển từ Mỹ về Việt Nam. Tuy nhiên, giải thích này liệu có chính xác hay không khi cuối năm 2016, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ mới đưa ra quyết định tăng lãi suất trong khi kiều hối chuyển về Việt Nam có dấu hiệu giảm từ đầu năm. Hơn nữa, theo một nguồn tin khác thì năm 2015, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng đã đưa ra mức lãi suất lên cao hơn 0,25%, nhưng kiều hối về Việt Nam vẫn tăng mạnh. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Quang A đưa ra dự đoán về một nguyên nhân khác dẫn đến lượng kiều hối giảm trong năm qua. Cái lượng kiều hối về Việt Nam có khi nó lại phải cân bằng với cái lượng kiều hối ra khỏi Việt Nam, hay là gọi là ngoại tệ ra khỏi Việt Nam của cái hội quan chức, của cái hội tham nhũng. Họ ăn cắp được cái số tiền rồi họ bằng cách này hay khác chuyển qua bên đó, nhưng mà thực sự là không phải chuyển qua mà thông qua cái gọi là kiều hối đó để nhận về, hay là nói khác là dùng cái cơ chế kiều hối để hợp thức hóa những cái số tiền mà nó tham nhũng được ở Việt Nam, và nó sẽ làm vốn cái lượng kiều hối về Việt Nam trên giấy tờ, và có thể cái sự giảm kiều hối vừa qua thì cũng một phần là do cái việc siết tham nhũng ở Việt Nam. Chẳng hạn ông Trump thì mới lên đầu năm nay, khó mà có thể ảnh hưởng đến kiều hối về Việt Nam năm ngoái. Năm 2015, tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia cao cấp của Liên Hợp Quốc, có đưa ra bài phân tích về những dòng tiền bất hợp pháp ra vào Việt Nam. Bài viết gây sôi nổi dư luận suốt một thời gian dài vì tiến sĩ Vũ Quang Việt sử dụng các số liệu chính thức và các phép tính toán chuyên môn cho ra kết quả từ năm 2008 đến năm 2013, khoảng 33 tỷ USD đã được tuồn bất hợp pháp ra nước ngoài. Bà Phạm Chi Lan đưa ra một nhận định khác. Thứ hai nữa là nguồn vốn kiều hối còn có vai trò quan trọng trong việc giúp cho phát triển của kinh doanh của người dân Việt Nam trong nhiều lĩnh vực.
Nhưng thực tế là nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam được vay mượn tiền từ ngân hàng hoặc từ các nguồn tín dụng khác là không hề dễ dàng. Cho nên họ cũng tìm nguồn từ các nơi khác nhau, kể cả từ những người thân của mình được cử đi làm việc ở bên ngoài, hoặc là những người là họ hàng bà con của mình sống ở bên ngoài mà có điều kiện, có nguồn vốn dư ra nào đó muốn đầu tư ở Việt Nam. Thế bây giờ nếu thiếu vắng nguồn này đi thì đối với họ công việc kinh doanh sẽ khó khăn hơn, tìm kiếm nguồn vốn để bù đắp vào đó sẽ khó khăn hơn. Thế còn đối với nhiều gia đình khác mà điều kiện sinh sống trên thực tế là rất khó khăn thì có được nguồn hỗ trợ của bà con ở bên ngoài gửi về cũng đỡ khó khăn cho họ. Và từ cái đỡ khó khăn mà họ tự lo được như vậy thì nó đỡ gánh nặng cho nhà nước hay cho xã hội chăm lo cho những người đó. Trong khi Việt Nam nói chung vẫn còn là một nước mà có tỷ lệ nghèo khá là cao và cái gánh nặng phải chăm sóc cho xã hội ở Việt Nam vẫn còn rất lớn. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước và một số bộ ngành khác, số kiều hối chuyển về Việt Nam được sử dụng với mục đích kinh doanh chiếm đến 70,6%, bất động sản chiếm 20,5%. Bà Chi Lan cũng nhận xét rằng kiều hối được đưa thẳng vào hoạt động kinh doanh tư nhân có thể là giải pháp tốt hơn vì tư nhân có thể sử dụng những đồng vốn đó một cách hiệu quả hơn so với các đồng vốn ODA. Bởi vì nguồn vốn ODA đưa vào nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước, theo bà, chưa chắc đã được sử dụng một cách hiệu quả. Cuối cùng gánh nặng nợ nần lại đặt lên vai cả xã hội hay những người phải nộp thuế. Khi nguồn kiều hối gửi về thì các ngân hàng hoặc hệ thống tín dụng ở Việt Nam họ có thêm được những hoạt động kinh doanh qua đó để mà tăng thêm hoạt động, tăng thêm dịch vụ của họ. Thế nó làm cho họ phát triển thêm trong các hoạt động của mình. Ngoài ra, bà Phạm Chi Lan cũng hy vọng kiều hối giảm đi cũng là một cơ hội để Việt Nam có thể học hỏi, cố gắng hơn về ý thức tự lực, tự lập, cố gắng sử dụng cho tốt nhất từng đồng vốn nội lực, huy động trong nước từ tài nguyên, sức lao động của con người. Bà cũng nhấn mạnh rằng, dù có nhiều tiền mà nếu không biết cách sử dụng, đầu tư có hiệu quả, thì vẫn khó có thể tiến bộ trong phát triển kinh tế. Có nhiều nghiên cứu từ trước đến nay cho thấy, nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam chưa được sử dụng hiệu quả. Có những thời điểm nguồn vốn tăng lên rất cao, nhưng lại tỷ lệ nghịch với tính hiệu quả khi được đưa vào thực tiễn. Năm 2016 là một năm u ám của nền kinh tế Việt Nam, khi nhiều ngành sản xuất cả nông nghiệp và công nghiệp đều rủ nhau tụt xuống. Số lượng doanh nghiệp phá sản cũng tăng hơn nhiều so với những năm trước đây, gây ra những thiệt hại nặng nề về kinh tế và làm gia tăng tình trạng thất nghiệp. Năm 2017, khi kiều hối suy giảm mạnh, các lĩnh vực kinh doanh cũng chưa thấy có sự khởi sắc, có thể là điềm báo của một năm kinh tế buồn nữa cho Việt Nam, mà tiến sĩ Nguyễn Quang A dự báo cũng dậm chân tại chỗ giống năm ngoái.